Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Triệu Gia, bộ truyện hôm nay có tên là Tinh Kiếm Tôn, tác giả Lưu Hạ, thể loại, adventure, fantasy, manual, chuyện được biên tập lại bởi team Triệu Gia, chuyện tranh được tổng hợp từ các trang truyện trên Internet, chuyện chữ có trên truyện dịch com Rất mong được các bạn ủng hộ, nếu muốn đôn cho nhóm, thông tin mình để dưới phần mô tả nhé. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Vừa về tới đình viện, Sở Hành Vân đã cho Thủy Lưu Hương và Sở Hồ đến ở chỗ khác trong vài ngày, còn mình thì nhốt ở trong phòng. Ngũ độc ơi là ngũ độc, không nghĩ tới ngươi ngũ độc hoàng kinh ở thời khắc quyết định còn có thể phát huy tác dụng sở hành vân nghĩ lại chuyện phát sinh hôm nay thật không ngờ tới ở kiếp trước hắn có một vị huynh đệ kết nghĩa có tên là ngũ độc sở trường tu luyện giống như tên của hắn ngũ độc chính là độc công tu vi cũng đạt tới cảnh giới vũ hoàng cũng là một trong số thập đại vũ hoàng võ linh vạn độc quyết tích sở thích của hắn là chiếm đoạt độc vật rồi dùng nó luyện độc công như lời sở hành vân nói ngũ độc hoàng kinh chính là do huynh đệ ngũ độc này sáng chế ra lúc đó ngũ độc sáng chế ra ngũ độc hoàng kinh vẫn thường tìm sở hành thăm dò ý kiến hắn thưởng mè nheo ở bên đòi hỏi khiến sở hành vân không thể không xem một lượt. Cũng vì vậy nên đối với hắn vạn độc thiên hạ đều biết rõ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra được loại độc gì, hơn nữa trong đầu tự nhiên cũng tìm ra phương pháp hóa giải. Độc công của diêm độc ở thành Tây Phong có lẽ là số một, nhưng đối với sở hành vân thì nó vẫn chưa được cho là nhập môn. Cơ bản không thể gây ra tổn thương cho hắn được. Lúc ta ở mỏ quạng đó nói chuyên có lẽ diêm độc cũng đã nghe được. Việc bây giờ cần làm đó là bình tĩnh chờ đợi, sở hành vân tự nghĩ, hai mắt khép lại tiến vào trạng thái tu luyện cùng lúc đó ở sâu trong rừng, bên trong một ngôi nhà gỗ bí ẩn. Đám người Sở Bình Thiên cũng tập trung ở chỗ này, so với lần gặp mặt trước thì lần này nét mặt mỗi người bọn hắn tỏ ra vẻ bạo dũng mừng rỡ như điên, biểu hiện rất hưng phấn. Rốt cuộc thì Sở Hành Vân cũng đã xuất quan, hơn nữa vừa xuất quan liền phát hiện ra mỏ hóa linh thạch quý giá, vận khí của hắn thật là quá tốt rồi, nhắc tới hỏa linh thạch thì nhị trưởng lão mắt sáng như lửa nốt. Lúc trước, khi Sở Hành Vân còn chưa thừa kế chức gia chủ, công việc khai thác khoáng sản của Sở gia đều do nhị trưởng lão trông coi, thế nên hắn biết rõ cái mỏ hỏa linh thạch này có giá trị khổng lồ cỡ nào. Nếu như đoạt được, hơn nữa còn hợp tác với Bách Bảo Lâu thì trong vòng một thời gian ngắn sở ra có thể bước tới đỉnh phong. Đột nhiên xuất hiện mỏ hỏa linh thạch, tất nhiên sở hành vân sẽ dốc hết tóc lực khai thác để tránh đêm dài lắm mộng. Như vậy trước tiên hắn sẽ huy động phần lớn tộc nhân ra khỏi sở trấn khai thác, thời gian để chúng ta động thủ rốt cuộc đã đến. Lúc này đang thuận lợi cũng không được mất cảnh giác sở bình thiên như rộng một gáo nước lạnh xuống, làm cho điệu cười của tất cả mọi người đều ngưng lại nhìn hắn không rõ lời này rốt cuộc là có ý gì một nguồn tin đáng tin cho biết sở hành vân sau khi trở lại sở ra liền để cho sở hồ cùng thủy lưu hương chuyển chỗ khác còn bản thân hắn thì tự nhốt trong phòng chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hành động như vậy thật kỳ quái sao sở bình thiên hỏi ngược lại mọi người một câu sở hành vân coi trọng nhất là sở hồ và thủy lưu hương nếu để cho bọn họ đi chỗ khác thì đúng là có chút kỳ quái hơn nữa hắn mới vừa xuất quan rồi lập tức bế quan lại điều này hiển nhiên có chút không thỏa đáng nhị trưởng lão cũng có chút cảm giác quái dị nếu như vậy chẳng lẽ sở hành vân biết chúng ta có ý muốn ám sát hắn nên cố ý bày mê trận Muốn chúng ta tự chui đầu vào lưới sao?" Tam trưởng lão kinh ngạc nói, vẻ mặt hưng phấn lúc này không còn ngược lại sắc mặt có chút tái nhợt. Sở Bình Thiên bỗng nhiên dừng lại nói: "Chuyện này nhất định có âm mưu, bây giờ chúng ta động thủ ngay thì có vẻ hơi vội, cần phải điều tra rõ hơn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng." Được, tất cả mọi người đều đồng ý với cách nhìn của Sở Bình Thiên. Chuyện này ảnh hưởng cực lớn đến ngôi vị gia chủ Sở gia, cho nên không có ai dám xem thường cần phải chắc chắn hoàn toàn. Trong giai đoạn này không khí khẩn trương chậm rãi chưa qua mỗi ngày đi qua đình viện chỗ sở hành vân đều không có chút manh mối nào đã hai ngày trôi qua cũng chẳng có gì thay đổi đến mức không có bất kỳ người nào ra vào đình viện buổi tối tĩnh lặng thậm chí cũng không có thắp đèn trong nhà không thể cứ như vậy mãi được nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đứng lên đồng thời rốt cuộc thì cũng không nhận lại được nữa đã hai ngày trôi qua lãng phí khiến cho bọn họ lo sợ sẽ đánh mất cơ hội xuất thủ đám người này có chút tiếc nuối nếu như lúc đó quyết định xuất thủ thì có lẽ bây giờ đã thành công sở bình thiên cũng bắt đầu có chút hoài nghi phán đoán của mình ngẫm lại bọn họ ở trong tối còn sở hành vân ở ngoài sáng và hành động cũng được họ che giấu rất kỹ không thể nào người khác có thể biết được chẳng qua cũng chỉ là một tên thiếu niên thối thể ngũ trọng thiên mà thôi dù cho hắn có thủ đoạn cao thâm thế nào đi nữa thì thực lực cũng quá yếu đuối chỉ cần một chiều ta cũng có thể giết chết hắn lúc này một giọng đầy tự tin âm trầm vang lên ở xó xỉnh kế bên một nam tử mặc trang phục màu đen lạnh lùng bước ra hắn vóc người nhỏ bé bên trong đôi mắt sâu thẳm không ngừng lóe lên hàn quang lúc nói chuyện trên mặt không có chút cảm xúc giống như đã thành thói quen. Tên nam tử lạnh lùng này là sát thủ do Sở Bình Thiên thuê tới, tu vi đạt tới tầng thứ tụ linh tam trọng thiên, so với hắn còn mạnh hơn một bậc, đặc biệt cực kỳ giỏi ám sát, như vậy cũng tốt, tối nay bắt đầu ám sát Sở Hành Vân, Sở Bình Thiên lạnh lùng nói, nhìn về phía nhị trưởng lão nói: "Lão nhị, lần này ngươi cũng ra tay đi, để cho chắc chắn phải giết chết được Sở Hành Vân." Nhị trưởng lão gật đầu một cái, hắn tu vi là tụ linh nhất trọng thiên, hai đại cao thủ tụ linh cảnh được điều động, cho dù sở hành vân có thật sự may phục thì khi gặp cơ hội thì bọn họ đều có thể diệt trừ chỉ cần sở hành vân vừa chết thì toàn bộ sở ra đều thuộc về tay bọn họ cho dù là tiền bạc khổng lồ hay là tài nguyên tu luyện quý giá đều thuộc về bọn họ đến khi màn đêm buông xuống cảm giác được sẽ có nhiều chuyện xảy ra sở hành vân rời khỏi không gian bên trong luân hồi thạch lúc này đầu tóc hắn bù xù cặp mắt còn hẳn lên tiêm máu giống như không được nghỉ ngơi tốt bây giờ vẫn còn kém diêm độc sở hành vân cười nhạt thay quần áo sạch rồi ra sân vườn ngồi một chỗ nghỉ ngơi cầm bầu rượu trên tay lặng lặng chờ đợi. Càng về khuya, mùi rượu thơm ngập tràn trong sân vườn càng lúc càng nồng đậm. Sở Hành Vân thu hồi bầu rượu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cười nói, ẩn nấp lâu như vậy, không cảm thấy mệt sao? Vừa nói dứt, nơi đó có một tiếng động truyền tới. Diêm Độc mặc áo đen lướt nhanh ra, nhìn Sở Hành Vân với vẻ mặt đầy phức tạp, nguyên do là Sở Hành Vân đã sớm đoán được hắn sẽ đến Sở Trấn nhưng vẫn không la lên cho đến bây giờ mới nói. Thì ra là tiền bối Diêm Độc lừng danh thiên hạ, không biết có chuyện gì mà đêm khuya lại tới trong giọng nói sở hành vân tỏ vẻ kinh ngạc nhưng khuôn mặt thì lại lạnh nhạt biểu hiện như vậy là để cho tâm thần diêm độc hoang mang nghĩ rằng sở hành vân là một người thâm sâu sớm đã nhìn thấu hết thảy nhưng giả bộ hỏi như chưa biết bên dưới ánh trăng có thể thấy được khuôn mặt của diêm độc bởi vì trong tình trạng phẫn nộ nên hắn trông rất dữ tợn độc ban trên mặt của hắn như những con độc trùng đang ngức nhích nhìn rất là đáng sợ nếu như để ý kỹ sẽ phát hiện không những trên mặt hắn chẳng chịt độc ban mà cánh tay của hắn cũng xuất hiện không ít chúng có màu đỏ như máu tỏa ra mùi rất khó chịu đúng như lời của sở hành vân đã qua ba ngày diêm độc đơn giản không có cách nào ngăn chặn độc tính của ám nhiên huyết độc độc tố bắt đầu tràn ra ngoài tạo thành lớp độc ban dày đặc diêm độc lần này đã tìm mọi cách để ngăn chặn độc tính của ám nhiên huyết độc nhưng đều thất bại nếu như việc này vẫn cứ tiếp tục khi độc lan vào lục phủ ngũ tạng thì hắn sẽ phải chết khi diêm độc đang nản lòng thì trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của sở hành vân hắn lẻn vào sở chấn đến chỗ sở hành vân trong lòng ôm một tia hy vọng nhưng diêm độc trăm triệu lần không nghĩ đến tên sở hành vân này lại giả vào ngây ngốc hồn nhiên không biết chuyện đang xảy ra điều này chứng tỏ đang nhục nhã miệt thị hắn diêm độc tức giận đến tê dại cả da đầu hắn là nhân vật thế nào tự nhiên lại bị một tên thiếu niên đùa giỡn trên đầu trên cổ nhưng khi hắn nghĩ đến hình ảnh ảm nhiên huyết độc trên người mình đành phải nuốt cục tức này xuống ta biết ngươi có cách hóa giải ảm nhiên huyết độc nếu ngươi ta biết ta sẽ đem viêm tâm quả tặng cho ngươi diêm độc cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng âm thanh nhẹ nhàng đi rất nhiều viêm tâm quả này vốn thuộc về sở gia ta ngươi nói muốn tặng nó cho ta thật khiến ta khó hiểu sở hành vân nhảy xuống từ trên hòn non bộ giữ người rồi nói, hơn nữa, cho dù nó là của ngươi, chờ lúc ngươi bị độc chết cũng không phải sẽ thành vật vô chủ, sau cùng cũng lọt vào trong tay ta sao. Diêm độc bất chợt cảm thấy khôi hài, hắn muốn đáp trả nhưng không biết nói cách nào, hắn nắm chặt hai tay, không tiếp tục áp chế lửa giận, nói đầy uy hiếp, ngươi đã vô tình như vậy thì đừng trách ta độc ác, chỉ cần ta thả ra khói độc thì trong vòng một đêm cả sở trấn sẽ không còn người sống. Vừa nói, trên người diêm độc bốc lên cuồn cuộn khói độc, bao phủ cả sở trấn ở trong ngươi đã tự tin với độc công của mình như vậy thì cứ thử một lần xem ta cũng muốn nhìn coi tốc độ giết người của ngươi nhanh hơn hay tốc độ cứu người của ta hơn bất quá ta có lòng tốt muốn nhắc nhở ngươi một câu nếu ngươi thi triển độc công trên phạm vi lớn sẽ chỉ gia tăng tốc độ khoách tán ảm nhiên huyết độc lúc đó sợ rằng ngươi chưa kịp độc chết ai đã phải ngã xuống rồi diêm độc sắc mặt cực kỳ khó coi hắn làm sao lại không biết việc này chính là do ảm nhiên huyết độc khiến hắn không dám tùy tiện thúc giục linh lực nếu không đối với tên nhóc như sở hành vân hắn căn bản không để vào mắt nó giết liền giết được lắm ngươi muốn trao đổi thế nào diêm độc hít một hơi sâu hình như đang làm ra quyết định to lớn nếu ngươi giúp ta hóa giải ám nhiên huyết độc ta nguyện ý trở thành khách khanh của sở gia sẽ thủ hộ nơi này ba năm diêm độc nói từng chữ một cách hết sức gian nan diêm độc thân là tụ linh cảnh cửu trọng thiên là cường giả hàng đầu ở thành tây phong này số người có thể chiến thắng hắn lác đắc không có mấy đã từng có rất nhiều gia chủ gia tộc quỳ trước mặt hắn cầu xin hắn trở thành khách khanh của nhà họ nhưng hắn đều nhất quyết cự tuyệt hiện tại vì muốn đảm bảo mạng sống hắn nguyện ý cúi đầu làm khách khanh của sở gia ba năm quá ngắn nếu ngươi nguyện ý nghe theo lệnh sở ra cả đời thì ta có thể suy nghĩ lại sở hành vân nhìn diêm độc nhếch miệng cười nụ cười này rất sán lạn như một thiếu niên biết nghe lời nhưng rơi vào trong mắt diêm độc lại rất khó nhìn tên sở hành vân có phải đã điên rồi không mà lại dám yêu cầu hắn nghe theo lệnh sở ra cả đời sở hành vân ngươi dám dùng công phu sư tử ngoạm với ta diêm độc cũng cười nhưng nụ cười rất nhạt đầy lạnh lùng sở hành vân nhấn chân mày giọng hàm xúc đầy ý mỉa mai Điều nên nói ta cũng đã nói hết nếu ngươi đồng ý ta sẽ lập tức hóa giải ám nhiên huyết độc giúp ngươi, còn nếu ngươi không muốn thì tranh thủ làm tốt hậu sự khi độc còn chưa bộc phát để tránh phơi xác nơi hoang dã. Nghe vậy, nhịp tim Diêm Độc trở nên hung bạo, lửa giận mãnh liệt cuộn trào như muốn đốt sạch ý chí của hắn. Hắn sống vài chục năm, đã thấy qua vô số cường giả, thậm chí cả cường giả địa linh cảnh cũng không ít, nhưng hắn chưa từng thấy ai kiêu ngạo như tên nhóc trước mắt, căn bản không coi ai ra gì. Bất quá lời của Sở Hành Vân cũng là thật, ảm nhiên huyết độc đã khuếch tán rất nhanh sẽ tràn vào lục phủ ngũ tạng, sợ rằng nếu không kịp hóa giải, hắn phải sớm chuẩn bị hậu sự cho mình có điều nếu hắn đáp ứng sở hành vân hắn sẽ phải nghe theo lệnh sở ra cả đời đây cũng là điều hắn không muốn trong lúc diêm độc đang đau đầu lỗ tai liền giật giật hắn cảm giác được hai cổ khí thức âm lãnh đang đến gần a à, ha một đạo linh quang hiện lên trong đầu hắn trên mặt không còn mang vẻ khổ sở mà là phách lối cười một tiếng nói với sở hành vân lúc nãy ngươi cầm tính mạng của ta ra để áp chết ta ép ta phải nghe theo ngươi thì hiện tại ta cũng cầm tính mạng của ngươi đến áp chế ngươi chỉ cần ngươi nói ra phương pháp hóa giải ta liền cứu ngươi một mạng sau những lời này thân hình diêm độc lóe lên trực tiếp tiến vào trong bóng tối không lộ ra một chút khí tức nào không lâu sau đó hai đạo thân ảnh xông vào từ bên ngoài đình viện trực tiếp tới trước mặt sở hành vân một người mặc cẩm y bộ dáng lộ vẻ phúc hậu người còn lại mặc hắc y cả người tỏ ra khí tức lạnh lùng hai người này là nhị trưởng lão cùng tên nam từ lạnh lùng xa lạ hai gã cao thủ tụ linh cảnh xem ra sở bình thiên vẫn rất xem trọng ta đối với sự xuất hiện của hai người này sở hành vân không có chút kinh ngạc nào ngược lại hắn nghĩ đó là điều tất nhiên hắn đã đuổi đám người sở bình thiên ra khỏi sở trấn xóa tên khỏi gia Vả, đối phương tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn nếu sở bình thiên không có bất kỳ hành động nào mới thật sự kỳ quái đồng thời sở hành vân cũng hiểu ra lời vừa rồi của diêm độc lấy thực lực của diêm độc nhất định đã sớm phát hiện hai người này hắn biết bọn họ đến để ám sát sở hành vân hắn muốn mượn tay hai người để ép sở hành vân giao ra phương pháp hóa giải không hổ là người mà sở bình thiên cảm thấy khó sơi chết đến nơi mà vẫn thông dòng như vậy nam tử lạnh lùng vỗ tay một cái mang theo một tia trêu tức trong giọng nói trong mắt hắn, Sở Hành Vân đã là người chết, mà đã là người chết sẽ không thể mang đến bất kỳ uy hiếp nào, người bớt làm nhảm đi, mau mau giết hắn. Nhị trưởng lão gấp gáp, lúc ở đại hội gia tộc, khi Sở Hành Vân đối diện Sở Bình Thiên cũng có bộ dáng bình tĩnh thong dong như vậy, hắn sợ lần này lại có biến cố nên muốn nhanh chóng giải quyết Sở Hành Vân, tránh diễn ra hậu quả khó lường, bị một tên thiếu niên dọa sợ tới như vậy, thật sự là mất mặt. Tên nam tử lạnh lùng nghiêm nghị cười nhạo, lật nhẹ hai tay, cầm chặt hai thanh chủy thủ, tiến nhập vào trong bóng tối, lướt đi rất nhanh tới hướng Sở Hành Vân, trên mặt nhị trưởng lão hiện lên vẻ độc ác tay cầm chứng đao hướng sở hành vân giết tới hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất triệt để chém giết sở hành vân cảm giác được giữ tận sát ý trên người bọn họ sở hành vân không tỏ ra e ngại hắn nhìn thật sâu về hướng diêm độc đang ẩn nấp cười khẩy nói chỉ bằng hai kẻ này cũng muốn uy hiếp ta ta thật bộ phục sự vô tri của ngươi vừa nói sở hành vân nhảy lùi về sau búng hai cánh tay áo ngân quang lấy lên một ngân châm nhỏ đột nhiên xuất hiện cồn độc châm nhị trưởng lão cùng tên nam từ lạnh lùng nghiêm nghị kia căn bản không biết sự tồn tại của diêm độc bọn họ nghe sở hành vân nói còn tưởng rằng sở hành vân cười nhạo bọn họ nói bọn họ vô tri điều này làm cho hai người tức giận không ngớt đột nhiên tăng tốc độ một chiếc một sau phóng tới sở hành vân tu vi của tên nam tử lạnh lùng nghiêm nghị cao hơn nhị trưởng lão hắn dẫn đầu vọt tới trước mặt của sở hành vân tốc độ hai thanh hàn quang chủy thủ như phá không mắt thấy sẽ đâm thủng ngược sở hành vân thì một đạo ngân quang khó nhận ra lập tức đâm vào mi tâm của tên nam tử phốc linh lực của nam tử lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên tiêu tán chỗ mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một lỗ máu sao còn không động thủ Lúc này, nhị trưởng lão mới tới, hắn thấy nam tử lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên dừng lại không khỏi thắc mắc hỏi, trọng nháy mắt, một đạo ngân mang phá không mà đến làm hắn thấy hoa mắt. Chỉ là ám khí mà cũng muốn đả thương tha, vẻ mặt nhị trưởng lão hiên lên vẻ khinh thường nói, hắn giơ lên trường đao, hướng về đạo ngân mang kia chém tới. Mắt thấy trường đao sẽ chém tới ngân mang thì trong nháy mắt, không ngờ đạo ngân mang lại cải biến quỹ tích, xe qua tạo thành một cái độ công duyên dáng, tách ra đao phong, đâm vào trên cánh tay của nhị trưởng lão, nhị trưởng lão bị đau, lập tức từ không trung ngã xuống, cắt cao nắm chặt cánh tay. Diêm Độc đang ẩn núp, thấy nhị trưởng lão cùng tên nam tử lạnh lùng nghiêm nghị thụ thương, lạnh lùng nói ra một câu, đúng là hai tên phế vật, bất quá, hắn cũng không tức giận. Theo hắn thì thực lực của nhị trưởng lão cùng tên nam tử lạnh lùng nghiêm nghị có thể nói là hoàn toàn áp đảo Sở Hành Vân, mấy trò tiểu xếp của Sở Hành Vân như vậy căn bản vô pháp cải biến kết quả. Đi đến đây, Diêm Độc cũng không phiền muộn nữa, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục chờ thời cơ thì ngay lúc này bỗng vang lên hai tiếng kêu rên thê lương, dưới ánh mắt kinh nghi của Diêm Độc, từ trên người của nhị trưởng lão cùng tên nam tử lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên lan tràn ra một loại khí màu tím đen không ngờ lùng khí này bao phủ thân thể của bọn họ bắt đầu điên cuồng ăn mòn một giây hai giây ba giây ba giây ngắn ngủi trôi qua nhị trưởng lão cùng nam tử lạnh lùng nghiêm nghị biến mất hóa thành hai vũng máu loãng tanh tươi, đã triệt để chết diêm độc bị cảnh tượng này làm kinh ngạc đến ngay người trong bóng đêm hắn lộ ra một khuôn mặt đờ đẫn hắn nghiên cứu độc đạo vài chục năm đã biết thiên hình vạn trạng độc vật nhưng cũng chưa từng thấy qua độc vật mãnh liệt như vậy ba giây chỉ ba giây mà thôi thì hai người sống sờ sờ liền biến thành hai vụng máu loãng lời ngươi mới vừa nói ta có chút không nghe rõ ngươi có thể lặp lại lần nữa hay không sở hành vân vỗ tay một cái quay đầu lại nhìn về phía diêm độc là khuôn mặt diêm độc đỏ lên cảm giác như bị cái bạt tay vừa rồi hắn cho rằng sở hành vân sẽ bị hai người này đuổi giết chạy chối chết cho nên mới dám ra điều kiện với hắn lấy việc này uy hiếp sở hành vân nhưng hiện tại hai người ám sát đã chết là bị sở hành vân trong nháy mắt giết chết diêm độc hắn không còn mặt mũi nhắc lại lời mới vừa nói nhắc lại cũng sẽ chỉ làm hắn càng thế mất mặt. Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn sắc trời nói nếu Diêm Tiền Bối không muốn nhiều lời thì quên đi. Thời gian không còn sớm, mời ngươi trở về. Sau đó hắn xoay người muốn trở về phòng. chậm đã. Diêm Độc vội vàng ngăn lại Sở Hành Vân. Bối dưới nuốt một ngụm nước miếng rồi nói được ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, nguyện ý trở thành khách canh sở gia, cả đời làm việc cho sở gia. Trong lòng hắn nghĩ người này cũng không phải là nhân vật tầm thường, làm việc cho sở gia cũng không phải là không thể được. Vừa rồi thấy được Sở Hành Vân xuất thủ, Diêm Độc đã tâm phục khẩu phục không có ý tứ ta đã thay đổi chủ ý sở hành vân dừng bước lại giọng nói bình thản nói ta muốn ngươi làm nô bộc của ta không có khả năng còn ngươi diêm độc có rút lại sắc mặt đại biến giận dữ hét ta đường đường là cao thủ tụ linh cảnh cửu trọng thiên thanh danh hiển hách làm sao có thể cam nguyện thần phục trở thành đầy tớ của ngươi việc này căn bản không có khả năng sở hành vân xoay người nhìn diêm độc nổi giận trong mắt lóe lên một tia lãnh mang nói diêm độc ngay từ đầu ta đã cho ngươi cơ hội trở thành khách khanh sở ra ngươi vì sở ra thực lực thấp mà không muốn chấp nhận lại mượn tay người khác tới bức bách ta mà vừa rồi ngươi thấy thủ đoạn của ta nên nghĩ có thể từ trên người ta mò được không ít chỗ tốt liền đáp ứng trở thành khách khanh ngươi không cảm thấy cách làm như vậy của ngươi có chút buồn cười sao cho ngươi làm nô bộc của ta đã là phúc ba đời tu luyện của ngươi nếu đổi lại là trước đây coi như là cường giả em dưng cảnh quỳ ở trước mặt ta ta cũng không thèm liếc mắt nhìn sở hành vân nói từng chữ từng câu không có chút nào châm chọc làm diêm độc có cảm giác bất ngờ nghi hoặc không thôi không biết vì sao lúc giả hành vân nói chuyện tự nhiên toát ra sự bá đạo làm diêm độc có cảm giác rất kỳ quái hắn cảm giác ở trước mặt hắn cũng không phải là một tên thiếu niên 16 tuổi mà là một gã cường giả tuyệt thế đã từng đi ngang dọc thiên địa diêm độc bối rối suy tư tiểu tử này rốt cuộc là ai kết hợp những thứ sở hành vân nói hắn hoảng sợ phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu gã thiếu niên này cảm giác giống như đối mặt với một màn sương mù dày đặc không thể nhìn thấu được hiện tại ta cho người ba giây thời gian suy nghĩ đáp ứng hay không đáp ứng sở hành vân cuối cùng gửi đi tối hậu thư đáp ứng hay không đáp ứng đáp ứng rồi diêm độc có thể hóa giải ảm nhiên huyết độc mặc dù là hắn trở thành nô bộc nhưng tương lai vẫn có khả năng lên thẳng mây xanh còn nếu là cự tuyệt diêm độc cũng có thể cố gắng tìm phương pháp hóa giải trong thời gian còn lại nhưng cơ hội quá xa vời thậm chí có thể nói là không hề khả năng ta ta cam nguyện làm nô diêm độc cắn chặt răng nói mấy chữ này tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân của hắn nói xong câu đó hắn nhất thời cảm giác cả người buông lỏng hư thoát ngả xuống đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển tự hồ vừa hoàn thành một việc gì đó hết sức gian nan, ánh mắt Sở Hành Vân lấy lên, mỉm cười nói. Hiện tại, ngươi có thể sẽ cảm thấy rất mất mặt nhưng sau đó thì ngươi sẽ biết quyết định của ngươi ngày hôm nay là sáng suốt cỡ nào. Vừa nói chuyện, hắn vừa lấy ra một trang giấy ném tới trước mặt Diêm Độc, nói, phương pháp hóa giải ám nhiên huyết độc đều viết ở tại mặt trên. Trừ cái đó ra, mặt trên còn ghi lại một môn độc công, ngươi nên cố gắng tu luyện, đừng học mấy cái công pháp linh tinh nữa, miễn làm mất mặt của ta. Trong lòng Diêm Độc chấn động, vội vàng nhìn trang giấy, trong nháy mắt, cả người hắn như bị sét đánh, chỉ thấy trên giấy chữ viết cứng cáp. Thôn độc quyết, thuộc phẩm linh dài cao cấp, nếu tu luyện viên mãn, nhất định có thể bước vào cảnh giới địa linh cảnh. Đạt tại chủ nhân ban ân, Diêm Độc đem trang giấy cất xong liền quay sang Sở Hành Vân khom người nói, hắn rốt cục hiểu được lời nói của Sở Hành Vân. Không cần chờ đến sau này, hiện tại Diêm Độc đã cảm thấy trở thành nô bộc của Sở Hành Vân là quyết định sáng suốt, người này cũng không phải là vật trong ao, gặp nước hóa rồng chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Cùng bầu không khí bên này tuyệt nhiên bất đồng, bên trong cái phòng nhỏ bí mật ngoài sở chấn mặt bọn người sở bình thiên âm trầm có vẻ rất là lo lắng thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài dựa theo kế hoạch nửa đêm là thời điểm xuất thủ hiện tại đã sắp hừng đông vì sao nhị trưởng lão bọn họ vẫn chưa về chẳng lẽ gặp phải phiền toái gì mặc dù trong lòng có lo lắng nhưng bọn hắn cũng không có hành động lỗ mảng mà tiếp tục ở bên trong nhà gỗ chờ đợi tin tức cho đến đến ngày thứ ba thì bọn họ rốt cục không nhẫn nại được đã ba ngày tin tức còn không có việc này làm bọn họ có chút đứng ngồi không yên an tĩnh sở bình thiên khẽ quát một tiếng làm đám người run một cái ba ngày không về sở chấn cũng không có có bất cứ động tĩnh gì hai người bọn họ hơn phân nửa đã bị mất mạng hiện tại các ngươi đi đến sở chấn chỉ là đi tìm chết mà thôi sắc mặt sở bình thiên khó coi tới cực điểm trước đêm ám sát ta đã cẩn thận điều tra qua sở chấn tuyệt đối không cao thủ chỉ bằng đám bộ hợp này làm sao có thể giết chết nhị trưởng lão bọn họ tam trưởng lão điên cuồng lắc đầu dù thế nào thì cắn cũng không tin hai gã cao thủ tụ linh cảnh âm thầm chết như vậy ở sở chấn mà không có bất kỳ tin tức gì nếu như người không tin thì mau chóng đi sở chấn chịu chết ta tuyệt không ngăn ngươi sở bình thiên lạnh giọng hờ một cái làm tam trưởng lão nhất thời không biết nói gì tu vi của hắn cùng nhị trưởng lão tương đồng đều là tụ linh cảnh nhất trọng thiên nếu nhị trưởng lão đã chết thì hắn làm sao có thể sống hiện tại chúng ta nên làm gì tam trưởng lão nhìn sở bình thiên hỏi hiện tại hắn cảm thấy mờ mịt không chỉ có là hắn mà những người khác cũng là như vậy không biết nên làm thế nào cho phải không ám sát được thì bây giờ cũng chỉ có thể bắt đầu từ mạch khoáng hỏa linh thạch sở bình thiên thở dài một hơi trong mắt hắn có bất đắc dĩ nhưng nhiều hơn là sự tàn nhẫn kết thúc video các bạn vừa nghe chuyện Linh kiếm tôn trên kênh Triệu Gia, để chúng mình có thêm động lực ra video nhanh hơn, các bạn nhớ phải like thật mạnh nhé. Mãi yêu các bạn, ahihi.